sau 28 ngày bị phong tỏa do có 2 ca nhiễm sinh sống trong cộng đồng. Đúng 20 giờ tối nay ngày 14 tháng 4, thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận với hơn 5.000 người dân đã được gỡ bỏ vào trắng. Đúng 20 giờ tối, 4 chốt chặn lớn các ngõ ra vào thôn Văn Lâm 3, được canh gác 24 trên 24 đã đồng loạt được gỡ bỏ. 10 chốt nhỏ còn lại trong thôn trước đây được chính quyền trắng biết để đảm bảo lệnh phong tỏa cũng được tháo dỡ. Nhiều người trong thôn đứng khắp đầu ngõ đề mong chờ sự kiện này. Không ít người mừng vui rớt nước mắt sau thời gian 28 ngày dài đối với gần 900 hộ khu dân cư bị phong tỏa nơi đây. Anh Trế Văn Nam, một người dân thôn Văn Lâm Ba mừng nói, mình thấy xúc động lắm, đối với mình và gia đình. 28 ngày qua không thể ra khỏi thôn nên làm việc gì cũng khó khăn, từ ăn uống, sinh hoạt đến chăn dắt bò. Nay khi thấy hàng giàu được dỡ bỏ, mình vui lắm không chỉ người dân thôn thôn vui mừng mà lực lượng làm nhiệm vụ trực gác ở Ninh Thuận cũng cảm thấy hân hoan với sự kiện này. Tại bốn điểm chốt gác lớn, suốt 28 ngày qua, lực lượng công an, dân quân, cán bộ y tế luôn phiên túc trực để đảm bảo thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa. Nay khi các dào trắng tháo dỡ, Ninh Thuận không còn ca nhiễm bệnh nào khiến ai nấy cũng mừng vui. Dù đã hết thời hạn cách ly nhưng chúng tôi vẫn sẽ thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của chính phủ. Trước mắt là dịp Tết quan của bà con Chăm theo đạo Bani, chúng tôi làm việc với các chức sắc trong thôn Văn Lâm Ba, yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người, không đi lễ ở các thánh đường vào dịp này. Ông Lê Huyền, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam cho biết thêm, trước đó, từ 20 giờ ngày 17 tháng 3, toàn bộ khu dân cư thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Đinh Thuận đã bị phong tỏa để thực hiện cách ly sau khi xuất hiện hai ca nhiễm Covid-19 bệnh nhân 61 và bệnh nhân 67. Hai bệnh nhân này là người trong thôn, từng sang Malaysia để hành lễ. Hai bệnh nhân của Ninh Thuận có thời gian ủ bệnh lâu, tiếp xúc nhiều người nên buộc chính quyền phải ra quyết định cách ly thôn Văn Lâm Ba với hơn 5.000 dân để phòng chống dịch. Nhờ được điều trị tích cực, hai ca nhiễm COVID-19 của Ninh Thuận đã xuất viện vào ngày mùng 1 tháng 4. Đến nay, toàn tỉnh không còn ca bệnh nào. 147 trên 153 người có liên quan 2 ca bệnh cũng đã hoàn thành thời gian cách ly.